Xin chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay thì Nga bị một anh Bolit ảnh bắt qua nhà. Ảnh nhậu mà vui quá mọi người. Có ai vô chưa vậy? Ảnh bắt qua nhà nhậu. Mà trong cái tiệc nhậu này em mới phát hiện em là bông hoa đẹp giữa rừng gươm á quý vị. Trời tráng sĩ không luôn. Cái gì vậy Leon? Đừng có gớm. Nó làm livestream mà nó mạnh miệng vậy, sao nói là bông hoa đẹp ở giữa rừng gươm. Em là bông hoa đẹp giữa rừng gươm nha. Hôm nay trai đẹp không luôn. À, Chế Phong mới đập cái hàm răng làm lại rất đẹp và rất là duyên dáng. À, mai mốt là anh khi mấy bữa nay chụp hình với người đẹp thấy toàn là nhe răng giống như con khỉ bắt ớt. À, chụp hình là cái gì nè? Phải làm như mấy người mà người ta là đập ra. Em quay cái app gì mà đẹp vậy nha? App đâu mà app? Không phải app, tụi em không có xài app. Tại sao cái mặt anh tự nhiên đẹp đột xuất vậy? Tại cái phone nó cài sẵn rồi. Cái app của em, không phải mà cái app, cái phone của em nó đẹp tự nhiên. Không đẹp đẹp, sao hôm nay mặt tôi đẹp không? Cả nhà ơi, hôm nay là Nga đang ở nhà cảnh sát nha. Nha, trời ơi, dễ thương lắm nha. Mới nãy tôi chở cái cô vô gia cư, cái cô nhìn tay cô nói: "Ủa Thúy Nga, sao con đeo hột xoàn?" Thì con đeo hột xoàn giả. Vô gia cư mà cũng biết rồi đeo. Biết luôn ghê. Cái đá này là đá kim cương hoa sen nè. Em đeo mà cô biết luôn á. Nói chung là cũng hơi nhục một chút. Nhưng mà chứ không sao, răng đẹp quá nên cười. Cái hột xoàn bà lớn vậy bà biết bao nhiêu tiền không Nga? Cái triệu đô hơn. Bởi vậy là giàu lắm á. À cả nhà ơi, hôm nay là Nga sẽ review cho mọi người. Trời ơi, trong này trai đẹp không? Hát đi ngang cho tuột like chơi. Không. Em hát đi ngang cho nó tuột like xuống. Bây giờ để em review cho mọi người biết là cái cảnh ở đây toàn trai đẹp không. Trai đẹp không nha quý vị. Đó, đó. Trai đẹp nè quý vị ơi. Anh ơi, anh Nhật Cường ơi. Anh say hi đi. Em. Ê Nhật Cường nè. Anh này là, anh tên gì mà anh đẹp trai quá vậy anh Cường? Michael. Michael. Bán bảo hiểm hả? Bán bảo hiểm nhân thọ hả? Michael. Ở đây anh Trung Nghĩa. Anh mười ngón tay vàng. Đó này anh mười ngón tay vàng nè. Cái này YouTuber Lộc Lê nha quý vị. Còn anh cảnh sát đâu rồi? Trốn rồi. Ủa sao đi điếu phước trơn vậy? Ủa trai đẹp không à? Trời ơi Phong này, Phong đẹp quá Phong. Đẹp hẳn luôn á. Không. Anh đẹp. Đá ôi chết cha. Chị Trang, chị Trinh. À em cứ quen anh đi. Anh quen cái ông chính của em rồi, em cứ quen. Chương trình này toàn trai đẹp không nhá mọi người. Đẹp không luôn á. Trai không à, chết mẹ, gái đẹp nữa. Xui xui. Xui 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 cả Nam. Đây bây giờ nhìn tới cái, nhìn đây, nhìn hai bóng hồng này tự nhiên Nga. Anh làm biến nhìn em quá Nga. Đồ cái thứ, đồ cái thứ. Đồ nè, ê bà, tôi lên cái clip YouTube Halloween rồi, bà coi chưa? Bà vô Thúy Nga channel đi. Bà vô Thúy Nga channel đó. Tôi quay coi cười bể bụng luôn. Nguyên cái đêm đó xong cái ông Mỹ già 60 tuổi để ý tôi đó, bà biết không? Ông Mỹ mà cao như cây bút chì á. Ông nó không thích tôi quá kìa. Tôi giỡn tiếng Việt không, ông thích tôi quá kìa. Chính xác. Rồi tôi nghe xong tôi sững sờ luôn. Nghe xong tôi ở sao số tôi trai đẹp theo không vậy? Anh ơi, chính là gần 2 năm rồi. Đây mọi người, đây là một cái tiệc nhậu rất là linh đình đình đám nha. À, do chị Trinh mang đồ ăn từ Việt Nam mới vừa hạ cánh bay xuống là chỉ làm cho tụi em ăn ngập mặt luôn. Nói nó không nghe là giống sao nó nghe nó bị điếc hết bên rồi hiểu không? Không biết. Anh yên tâm đi, em muốn quay anh đâu anh Minh ơi. Trời ơi, anh làm cảnh sát buôn xe này có ai biết anh đâu. Anh đừng có trốn. Đây thì bây giờ là để em live stream nè. Em live stream nè Cường ơi. Chiều giờ anh chơi mấy sốt rồi Cường? Hả? Chiều giờ anh chơi mấy sốt rồi? Sốt uống hay là gì? Sốt uống á. Anh đang sốt đó rồi. Tụi anh từ lúc mà có anh view lên quá trời luôn. View lên quá trời mọi người. Đó, thấy gái đẹp cái là cụng ly bỏ rơi tôi liền. Thứ gì mê gái dễ sợ luôn vậy. Thứ gì đâu. Michael nè, Michael làm bảo hiểm nè. Michael ơi, à, anh Michael làm bảo hiểm hả? Ủa vừa làm bảo hiểm mà vừa làm tóc luôn hả? Đây là canh chua nha mọi người. Nhậu chung với anh Đăng Vũ rồi mấy lần đó. Cái vợ thấy giận đời nào này
Lâu. Nó nói luôn vậy chị, chỗ là hầm rồi đó. Dạ, không biết vậy. Nghe xong chưa nghe? À chưa xong anh. À bây giờ em mới bắt đầu vô chương trình livestream mà mới nãy em mới dạo đầu à. À thì cả nhà ơi, hôm nay thực sự là Nga cũng không không dính chị đâu, chị yên tâm đi. Hôm nay thì cái buổi hôm nay là lý ra là Nga ở nhà Nga livestream. Nhưng mà vì là anh cảnh sát anh dụ dỗ nguyên nhóm qua đây nhậu. Ủa cái này nhậu là ai khơi? Ông Ri bày ra đúng không? Ri nó bày. Cha Ri đâu? Ri với ông Cường. Ông Cường với ông Ri bày phải không? Dạ. Trong giờ đi ngủ rồi hả? Đang hút thuốc. Đang hút thuốc rồi. Thì là mọi người biết không? Thực sự là hôm nay Nga phải có việc ở nhà. Nhưng mà tại vì á, bạn bè từ tiểu bang qua mà chẳng lẽ mình không nhậu thì nó cũng hơi kỳ đúng không? Nên sẵn qua cảnh sát, nhà cảnh sát mượn mặt bằng bán hàng. Tại vì nó qua đây nó mượn mặt bằng bán hàng cũng an toàn lắm. Tại nhà cảnh sát không ai đuổi hết. Không sợ bị đuổi. Đây sẵn thì em cũng quảng cáo cho cả nhà biết là tình hình là sầu riêng của em về rồi. Mới về ngày hôm nay nhé quý vị. Mới về về, mới ngày không có sầu riêng, không có live stream. Anh cảnh sát đẹp trai. Đúng rồi, nhưng mà anh đã có chủ rồi quý vị. Không có ai làm gì được ảnh hết trơn á. Đó. Đây, em mời cả nhà uống rượu nha, ngày nay là... Bán sầu riêng, quảng cáo sầu riêng mà mời uống rượu là sao? Bán sầu riêng mà còn... Chà bá vậy nè, bán sầu riêng mà... Thôi đi cha nội, hôm nay tôi đi giúp một người vô tư mà người ta còn phát hiện ra tôi đeo hồn. Cái hồn em mà cái cô homeless còn biết được là Nga... Cô homeless cũng còn nói chứ. Ủa Nga, sao con là nghệ sĩ mà con đeo hồn giả vậy? Tiểu Minh. Không phải. Cái này là viên kim cương hoa sen phong thủy thôi mọi người. Trời ơi, còn bị con bóc phốt cho nhục muốn chết luôn Leon. Nó là cô ơi, tại vì con thích đeo cái nhẫn này thôi. Giờ bán sầu riêng, mua khui sầu riêng ra đi chứ bao nhiêu người đứng xếp hàng kìa. À thì đây mọi người ơi, thì sẵn thì cũng rất là cảm ơn anh Bolix đã tạo điều kiện cho em mướn. Không ai tạo điều kiện mà tới mà mượn chỗ người ta chứ ai tạo điều kiện đâu trời. Trời ơi, ông đứng cái mặt ông nhăn quá trời, ông tạo điều kiện rồi nè, tự nhiên người ta mời lên nữa. Nhà. Tội nghiệp nó. Trời ơi, đừng nói này, để tôi nói luôn. Người ta mời lên nhà nhậu mà nó bắt tôi vô bưng gần 8 cái thùng container để lên đây nó làm quảng cáo kìa. Trời ơi, tôi phải đổi xe 4 cửa mới đi được chứ, xe 2 cửa là đừng có hồng. Anh cho em xin cái dĩa sầu riêng anh. Đó, tụi ra đó. Anh giúp dùm em, anh cảnh sát. Anh cảnh sát hỗ trợ giùm em bưng 8kg sầu riêng ra cho em đi. Trời ơi, người ta mời lên nhà nhậu mà nó mượn luôn, sẵn cái nó mượn luôn mặt bằng. Trời ơi, nó đem nào nho, nào táo, nào nói. Có nho thì đâu còn nhiều đâu thì mời mọi người. Vô lắm rồi, kể vụ này cho nghe. À đây mọi người thì là sầu riêng á, là em mới vừa phui. Còn nguyên lắm. À thì thôi. À, mọi người ơi, sầu riêng mới vừa về ngon lắm. Anh không biết ra đây, em biết anh mê sầu riêng. Nhiều thơm. Thơm hơn cô. Thơm chứ, trời ơi. Anh Trung Nghĩa, anh ăn đi anh Trung Nghĩa. Em nhớ năm ngoái không? Nó còn đem qua, nhớ không? Gần 2 năm rồi đó. Mà lúc đó tóc em ngắn lắm, em tém lên tay vậy nè. Ôi, em mời chị ăn. Thì đây, kia nhìn cá tắm. Mình đang nhậu, mình ăn được. Bà Kiều Mai Anh, hai bà có mê sầu riêng không? Ra đi ăn đi má ơi. Bà ngừng ăn cái đó đi. Bữa giờ bà bán, dâm ok. Ủa luôn, bữa giờ bà bán xong ok. Lỗi chị. Bán xong ok chứ bán dâm không có ok. Bán dâm mày đi phòng. Không ai đi chứ. À thì đây. Ăn đi, mới đi. Các chị vô ăn sầu riêng giùm em kể đi. Các chị ngưng đi, các chị đừng ăn. Sầu riêng rồi. Review sầu riêng giùm em đi. Sẵn đây thì đứng có lửa. Dạ. Đâu biết làm sao biết đâu chứ. Cái này uống rượu được không anh? Đúng hả? Tại người ta nói ở bên Thái Lan nó ăn này cũng quá. Đó, thì đây mà. À tới giờ buôn bán của em bắt đầu á. Nhưng mà sáng mai em đi mới được nha. Mọi người đừng gọi số này. Quên số siêu nhân phải không? À, quên em số siêu nhân tôi mang lộn số tôi. Mà ngày mai tôi cũng có bán hàng. Ngày mai mọi người hãy gọi cho 714-653-8028 nha. Số này không có xài mà ngày mai em đi. Bây giờ là ăn đi. Giờ quảng cáo đúng không? Đi, ăn đi bà nội. Anh Nghĩa đâu? Anh Nghĩa vô ăn đi Nghĩa. Mọi người ơi, mọi người nhớ gọi số 653-8028. Mười ngón tay vàng, anh vô ăn đi anh Nghĩa. Ủa anh ăn rồi hả? Anh ăn nữa đi. Trời, anh Minh, hồi chiều mà anh nói với em là đông người mang một thùng á, em không có biết. Em tưởng có mấy ông được rửa đâu có mê sầu riêng đâu.
Rồi mang có hai cái gái rồi má ơi. Nó giống như là nó vừa thơm vừa béo, giống như là ăn kem sầu riêng của Nguyên Chất. Ngon không? Sầu riêng mới vừa về đó mấy má ơi. Không có hả? Một thùng của nó là 120, nhưng mà anh Trung Nghĩa mua là em bán giá đặc biệt. Anh đừng có lo. Anh Nghĩa mua một, là bán 150 rồi. Một thùng là nó bán 120, mà riêng anh Nghĩa mua là nó bán 200. Một thùng là lộn sẵn luôn rồi hả? Không, không có lộn bà nội. Một thùng 4-5 trái không có lộn. Lộn sẵn à? Thì đây mua chị có lộn sẵn không? Không, cũng có lộn đâu bà nội. Thời gian đâu má. Ngon quá. Tưởng là lộn sẵn 120 lấy mấy thùng. Sao lấy ba ngon không? Ngon. Béo. Nó ngon nghe vậy đó anh à. Gì? Không nha. Nó ngon nghe vậy đó nè. Sao Leon, Leon nói gì Leon? Nghĩa ăn đi Nghĩa. Ăn lại lên. Ăn rồi còn order nữa. Không, không cần order đâu. Anh Nghĩa mà anh Trung Nghĩa là người mê sầu riêng. Một tháng về Việt Nam ăn 30 trái. Trời ơi. Hai vợ chồng. Trời ơi ăn. Không, anh Nghĩa thì ăn sầu riêng là chuẩn rồi. Nói chứ anh Nghĩa là anh sorry cả nhà, cái nó đang lộn điện thoại. Sáng mai mọi người hãy gọi là 714-653-8028 giùm em nha. Cảm giác giống như là ăn cái cục kem sầu riêng nguyên chất đúng rồi. Ngon không? Ăn kem sầu riêng á. Mấy bà đợi tôi một chút nha, để tôi lấy cái này. Nữa hả? Đó, đó cái vừa tôi nói mà nó nghiêm. Nó bưng mười mấy thùng lên đây luôn, còn ngoài xe nữa kìa. Ri vậy? Ri lại đây bán hàng phụ cho em nè Ri. Rồi gì có cái vụ này lạ vậy? Đó, nó bữa được, nó lấy mặt xanh. Bằng free rồi giờ nó phải mặt nhờ bằng free mà. Của anh cảnh sát anh cho mượn mặt bằng bán hàng mà. anh ngày mai giả dụ mà khách mà đến ship anh cho mượn mặt bằng nhà anh ship hàng luôn được không? Đi ơi, đi nào của anh, đi nào của em. Ăn. Cái số ngược vô đây là nền xuất quận. Nhưng mà mọi người sáng mai đừng gọi số này nha, gọi 714-653-8028. Cái này mới là của Leon. Con gái đây. Đang live luôn á hả? Này là bữa da xanh bến tre nha mọi người. Rồi mọi người có thôi đi. Một thùng 8 trái còn có 80 đồng rồi mọi người. Em phải tranh thủ mượn mặt bằng nhà ta để live stream. Và sầu riêng thì mới vừa về. Một thùng mỗi nha, 8 trái. Có 80 đồng rồi, 8-10 trái. Lúc trước tóc nhìn thấy Dung mà nè. Dung mà nè. Dung mà nè. Ta đi, thôi cũng không muốn làm thanh bạch nhập đâu. Nó dưỡng cá, nó khùng mệt rồi, bẩm xanh. Ta La ăn bữa đi quý vị. Ồ, là live stream bán hàng là vậy á hả? Ngon lắm nha quý vị. Ôi, chứ mẹ ngon quá vậy. Bước cho bạn ngon. Cái bạn bữa vô anh. Bây giờ hồi nãy là mới ăn sầu riêng, ăn bữa nha. Bữa xuất sắc luôn á. Nhưng mà ăn sầu riêng, ăn bữa có chua không? Không, nó chua ngay hả? Ủa, 678 là người đang coi á hả? Wow, ồ vậy hả? Cắn vô nước nó cũng đâu quá trời. Bây giờ mà không, là cái số đó là mọi người đang theo dõi á hả? Anh mà lát ông đi ông nghệ sĩ mà hỏi câu kỳ vậy đi. Có bao giờ livestream đâu biết. Hả? Không, bữa có một lần bấm lên mà khoảng 6 người à, cái này nó sao. Vậy là tính ra ông cũng nhiều rồi, tôi có một bạn có một đứa hà, thằng bồn nó nằm cái bên coi đó. Mày nó live miếng nè. Mày cũng nặng. Mày một ngày nó like 8 bận mà nó like có một thằng bồ nó là nằm kế bên giường coi. Đang cầm mở ra coi á. Phần cứng chứ phần cứng. Phần cứng. Phan nó là phần cứng luôn chứ phần cứng. Bữa ngon quá chứ. Trời ơi, ngon quá. Dí thế luôn nè. Bữa ngon xuất sắc phải có 80 đồng luôn. Ngon ngon. Tùng mấy trái, tùng mấy trái nha. 8-10 trái. Thằng này nó làm cho tương ớt. Trời ơi, cái bán sỉ mà bà. Thùng sầu riêng tôi có 120 à. Tùng ớt cây như quỷ. Trời ơi. Tôi ngốt mà cay như quỷ luôn vậy. Ở đâu vậy? Ở đâu? Vua Việt Nam đem qua phải không? Có cay thấy mẹ nước kìa. Trời ơi, nói duyên vậy bà nội. Trời ơi, cay như quỷ còn có cay thấy mẹ không? Đâu, lấy đây ra coi coi. Thằng Phán vụ là số ngược cho nó thành phần. Nè, anh đưa qua cho chị Trinh ăn đi. Để đây để live stream đi, anh đem mấy món qua. Cay thấy mẹ. Không. Mà vô nghe nhìn nó lại. Nghe. Em không bán quá vậy, cái này là ớt cay đấy. Này là ớt cay thấy mẹ nè Leon liền dạ, hả? Mày mà. Ủa cái này mua đâu vậy? Nga. Việt Nam ngon quá. Cay đó mà. Cái này cái cây như quỷ nè, nhà em có nè. Nga có. Nhà em có nè. Ăn cũng mất. Trời ơi cái tên. Ủa mà chị mua ở đâu vậy? Việt Nam hả? Không, cái này Việt Nam. Cay mẹ. Nhưng mà ớt này của Mỹ. Của Mỹ. Không, Mỹ. Của Mỹ. Thì người ta lấy người ta làm ớt thôi nha. Dạ đâu em ạ. Tấn, cái trái nãy đâu lấy ra cắn thử đi. Nè, thử đi coi cay không? Không nhận.
tôi được cái tiệc này qua tôi thấy nhà, nó yên tĩnh quá vậy, qua nhà không có ồn ào nha. Thấy cây ớt hình trái này luôn, mình nói là cây lắm luôn. Xong cái rồi hai trái thử kìa, bây giờ ăn thử đi. Chưa biết cái cây của nó nào. Mà bớt rồi chứ. Đừng ông dễ sợ. Sao anh ăn cấp bậc quá vậy? Tính gì không có được đâu nha. Ăn cấp bậc thì mặt đâu. Qua lấy thiệt cái đâu có mặt đâu. Thì bởi vậy. Mà anh lấy cái gì vậy? Anh lấy cái ớt nhà em hả? Ớt cay, lấy mẹ đó. Anh lấy cái ớt nhà em hả? Hay là nãy dép nhát mẹ trong quần rồi. Ủa thiệt đó, anh cắt nhẹ. Đổ ra sổ rồi. Nó cay, nó không có. Cây là nó làm ở ngoài Hà Nội. Chính xác. Anh nhìn cái màu này anh biết ngoài Hà Nội rồi. Thì đó mọi người ơi, trước mặt nghe là có anh Lê Quang nha mọi người. Trai đẹp không luôn á, trai vô xa mà đẹp không á mọi người. Anh Trung Nghĩa. Trung Nghĩa nè. Toàn những là trai đẹp mà nhỏ tuổi nhất của vô xa đó. Anh Trung Nghĩa. Không, vậy anh Trung Nghĩa lớn anh một tuổi. Nó rồi, nó hoài. Không, anh Trung Nghĩa năm nay mới 30 rồi. Không, 40 mấy rồi, 40 mấy rồi. 41, anh 40. Đây, đây, đây. Đây đây đây, nha. Có trái nguyên thủy luôn, trái thiệt luôn nè. Ăn cắp nhà em phải không? Đúng rồi, có nhà thấy Nga đó. Ôi, đi qua nhà tôi ăn cắp giặt luôn. Ở này cay lắm á. Cay lắm, cay mất dạy hỗn hào lắm. Cắt ra, cắt ra. Không, cay lắm. Nó chưa tin cái độ cay, hãy cho nó thử. Cái ớt này ở đây nó bán không mà. Không mà cái này ở Việt Nam. Em, nghe anh Trinh nói lại Trinh. Trinh sao Trinh? Nó đeo chiếc nhẫn, em muốn xỉu, em muốn đem chiếc nhẫn em vô em cất mẹ nó khỏi đây. À chị đừng có cất. Tại vì hột xoàn chị là thiệt. Của em là hột xoàn giả đó chị. Em bị homeless phát hiện luôn á. Em đeo ra mà cái cô homeless. Cháu ơi, sao mình không có đeo hột thiệt mà cháu đeo hột giả vậy? Dạ không, cháu đeo hột này phong thủy cô. Không, không phải là hột giả nha. Xoàn nhân tạo, hột xoàn nhân không, tạo. Không, không phải hột xoàn luôn. Cái này là cắt đất. Này là kim cương hoa sen nhưng mà nó lánh dữ lắm. Đó, cho nên mấy trái mới vui nè. 120-400 trái. Ừ, bà ăn bà công nhận không? Lấy cái kéo rồi, đúng rồi. Dầm vô, dầm vô nước mắt. Nước tương. Khó chịu luôn á. Ê, nhiều rồi. Rồi, rồi. Bà ăn bụi cũng ngon. Hửi mùi là biết là cái. Đó, đúng rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Bữa cũng ngon. Thì mới về bà. Thùng đi. Vậy thùng là mấy trái? Có 80 đồng mà từ 8 đến 10 trái. Lấy mọi thứ thùng chứ. Chưa, 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 từ từ. Cái live stream á. Cái live stream khách chưa mua chứ. Từ từ nữa là cái cay hổn lắm. Một liếm à. Ở đây anh nuốt liền á. Anh Quang, anh Quang, một liếm à. Chị em mà sợ cầm tay lát mất công nó cay. Anh ăn một xong đi ngon. Lấy mò mò rồi, mò rụng đi chị đã. Anh đi ăn một xíu thôi. Cầm dùm. Chị, ăn đi. Chị Vinh bên ăn đi. Ờ, nghe đem qua mình mua kia. Không hửi thôi. Mai tôi mang qua lên cho. Đâu? Cái mùi nữa nè. Không, không. Sầu riêng ngon thiệt nha. Này sầu riêng ngon. Cài ghê lắm, cái cài này má. Không mà nói mà cái hộp nó. Má ơi, sầu riêng nghe là xuất sắc mọi người. Đã cái vỏ nó cài. Vừa về luôn á. Ớt là nó cài cái bóng. Cái mai nghe đem chuyện thùng đi nha. Ok chị. Gì à? Mai chị nói anh Minh nhưng mà. Cái này đứng thứ nhì nha. Nhưng mà ngày mai đi quay cả ngày á. Anh Minh đó. Có sừng hơn. Nghe nữa cái mặt như con. Cái loại trắng á. Ngày mốt đi. Không cần. Y vậy luôn mà. Lấy cái thùng trong riêng kìa. Nó sừng á. Đại gia mua kìa. Thùng 120 anh đưa em 1,200 được rồi. Không cần lấy nhiều. Chứ nó mở như hổ như cái hiểm mình. Không mà chị thấy ngon không? Ngon ha. Nghe nó nói 1,200 ngọt cỡ nào cũng tiếc chua lèo. Chê liền hả? Sao bà phản quá à? Bà vô cái nước tương nha. Bún vừa leo rồi vừa ăn. Không, mà còn riêng ngon quá mà. Ngon thiệt chứ. Ngon thiệt chứ. Riêng ngon quá ha. Cái bữa này cũng ngon nữa. Cái bữa này cũng ngon nữa. Sao tự nhiên nay cái con mẹ gì cũng ngon trơn vậy. Mấy đứa mà hùng tiền lại mà để mua bi lon á. Mấy bữa anh đưa cái mặt vô đi. Cái mặt anh đẹp. Lúc nào cũng đẹp. Bà kêu Mai Anh, bà coi clip chưa? Rồi. Bà nói chuyện kiểu như lúc bà cũng ngây ngô á, bà cũng bị người ta vô tình cảm với bà nội. Ê nhưng mà hot nha. Nghe con Đen nói là nó hot lắm á, sao nghĩ vô.
nghe 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 ai nói nói chuyện nói chuyện mà sao chuyện ta chửi chứ quá vậy kệ ta đi ta đâu biết là ai nữa kệ em cứ nói kệ đó miễn sao chưa kể chuyện ai cũng chửi được rồi nữa cái gì luôn người ta chịu người ta không nhưng mà cái cách của bà là chân đạo nó tự nhiên đúng là chúng ta là giống như là bà không có bà không có diễn bà không có che đậy hiểu không nhưng mà cái cách đó nó dễ thương cái người nào mà bưởi ngon bưởi ngon xuất chúng luôn nha cả nhà. Bình thường là Phong Hoa bên nhà Trương An có 1 muối à, nãy giờ còn 5 muối rồi đó. Anh ăn 5 muối này ngon ha, một mình anh ăn 5 muối. Bây giờ mỗi lần đi là mấy đứa kia coi giống như 4 muối. Lấy mỗi đứa một nha, gần lễ lắm làm mỗi đứa một thùng sầu riêng như này à, là một thùng sầu riêng một bưởi phải không? Đúng rồi. Anh Duy chốt đơn, chốt đơn người nhà mua không luôn. Rất còn nãy thì người nhà mua không? Nè mọi người nhớ sữa Hàn Quốc mọi người. Tiếp tục nữa. Còn có 4 hộp à. Sao nhỏ sữa có luôn. 45 đồng 2 hộp. Còn có 4 hộp thôi. Mọi người nhớ nhanh lấy nha. Ở đây đi thôi. Em còn nhớ sữa Hàn Quốc nè. 4 hộp em ăn mẹ hết hộp còn 3 hộp. Nè uống đi cho ngập mặt ông đi. Ngon. Không mà sầu riêng này ngon quá. Rồi cho Vinh kìa, riêng. Rất ngon luôn á. Cái nhóm mà làm sầu riêng họ nói chị Nga ơi đợt này sầu riêng ngon lắm. Em hơi lên giá một chút xíu nha. Ăn cái này còn xíu nữa. Ăn nó nhiều quá. Nho sữa còn xíu nữa. Em thì không thích ăn nho lắm. Nho sữa Hàn Quốc đó mẹ chứ không phải nho bình thường đó bà nội. Không phải nho bình thường đâu. Nho của đại hàng hả? Cái gì chị Trinh? Tại sao gì? Vậy? Tại vì tụi em hồn quá hả chị Trinh? Tại vì tùng sầu riêng 1.200 đó. Thùng từ 8 tới 10 trái. Chị Trinh, tụi em quậy quá chị Trinh giận chị về Việt Nam hả? Không biết giận không mà. Trinh ơi chị đừng bỏ về. Qua chưa làm ăn gì còn cắm đầu vô lên nó nấu đồ ăn. Thì đúng rồi chị, cái nghiệp của chị vậy mà. Chị đừng có buồn. Số phận chị vậy rồi chị đừng có buồn, chị nên làm nhiều hơn. Đúng rồi, rau chinh với mình luôn. Trời ơi, ngon sầu riêng ngon quá. Trời ơi, mọi người, hôm nay cái sầu riêng very good với mọi người. Bữa là bữa năm rồi hả chị? Không, không phải bữa năm rồi bà nội. Bữa tôi là bữa da xanh Bến Tre. Người ta nói năm rồi thì nói năm rồi. Để nó chưa. Bữa này là bữa năm rồi chứ không phải bữa năm rồi. Chồng bà qua hả? Ngon hết lắm. Đi làm bị hư xe. Về nhà cho mình chạy vậy hả? Trên dạ. Chúng ta ăn cái này nha. Hôm nay chương trình là sầu riêng thành công nha mọi người. Sầu riêng. Ăn trái cây miệng nó ngon nữa. Nha. Ơi. Bé Heo nói một thùng bưởi một thùng sầu riêng. Ủa bé Heo nhắn hả? Hai hộp nho. Hai hộp nho phải không? Rồi. Chị bé Heo chốt đơn luôn. Bé Heo. Người nhà nữa. Người nhà nữa. Không có khách luôn. Nó bán hàng mà nó lo nó tám chứ chứ không mà khách bây giờ phải nhắn qua bên tôi mua. Sao chị bé Heo lên nói chuyện với tôi không được, cuối cùng nói chuyện với Leon hả? Không phải nói là không được. Sao chế vậy? Phong, chế Phong làm rối đôi hình quá, nhỏ buôn bán. Nó lo mượn được cái mặt bằng khỏi trả tiền mà làm bán không có được con mẹ gì hết. Chị bé Heo hôm nay sầu riêng siêu ngon luôn chị bé Heo. Chị bé Heo đặt cái gì? À, chị bé Heo mua một thùng sầu riêng, một thùng bưởi và hai hộp nho. Nhắn giùm Thúy Nga. Chị bé Heo ơi, ngày hôm nay em với Nhật Cường với Văn Ruy đi thăm anh Chí Tài. Mà anh Chí Tài bắt cho tụi em đi lạc rồi. Bà đi lạc với Chí Tài nào bắt? Chí Tài bắt. Ủa bà sống ở Mỹ bao nhiêu năm mà đi đón bé cá còn lạc rồi. Huống chi đi đi đó, đi lên. Trời ơi, đi thăm anh Tài. Cái đường bôn xa ra, đường nhà mà ra bôn xa nó còn đi lạc mà. Lê Anh, để tả lại nghe nha. Nhật Cường để tả lại nghe nha. Nhật Cường mới thấy có một lần mà lần đó Nhật Cường đi làng lọc chở rồi anh Cường anh mệt anh ngủ gục thì bây giờ làm sao anh nhớ được kêu Nhật Cường lái xong rồi Thiên Nga ngồi đi thường xuyên rồi bấm điện thoại chưa đã không làm YouTuber để kiếm tiền xong rồi đi lạc ô lạc rồi hả. Ủa, có nghe vụ đi coi phim ma, bữa đi coi phim ma, em chỉ nói như bé cá chưa? Ma hùng hồ luôn, bao nhiêu rạp quảng hồn luôn anh. Coi phim ma đó, Halloween mà mình đi coi phim ma đi cho có cái gì giật với người ta.
ma đang la làng lên sớm cho chị nguyên cái rạp ở dưới đây mình nghe sao chị hai thùng sầu riêng á, ừ mai chốt, ừ chị cứ gieo cho em đi rồi em nhận lắm nè. Ồ em nghe đinh đinh rồi chị vô ở trên thì chị biết màn hình nguyên cái rạp người ta đang ma mà em nghe dằn dẳng tiếng nó buôn bán đó chị, rồi mắc cỡ dễ sợ luôn. Mà lúc vô là ba vé là tụi em ngồi xa ra biết nó rồi chị, mà em ngồi nó ngồi A B C D em ngồi E rồi bây giờ nghe không bây giờ nha mà, mà chị biết lên 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 bây giờ là ở dưới nè, ở dưới nè rồi thấy ngang sao dạ 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 chị gieo đi chị gieo em thấy rồi em thấy rồi chị 161 đồng đúng không có chuyện con chị gửi không ok coi như là ủa phim gì vậy Leon sợ hả mà cái okay, vậy ok chị ok trời ơi xong chị xong cái phim giảng tuồng mấy người ta thở phào nhẹ nhõm quay qua thấy bọc đồ ăn bảo đâu mất tiêu hỏi sao trời tôi mắc đái quá tôi đi đái vừa hết phim luôn rồi có nghĩa là hoàn cảnh xung quanh không anh đi đâu anh không đi liêu ngoan đi đái hết phim hả em vừa đi đái anh vô ao phim mẹ luôn vô có coi được con ma nào đâu coi nó bán sầu riêng với bán thiệt tình luôn á Leon cứ bóc phốt nghe hoài không cái đó là em bán sầu riêng còn tụi anh là đang bán đứng bán đứng trời ơi bữa tôi nói trời ơi mà em biết nha em lựa cái hàng handicap cho mẹ con nó ngồi để xa xa mọi người luôn em bút cái handicap luôn chị thiệt là cho em ngồi cái nó ngồi một cái handicap bên đó rồi chị biết handicap là phải có một cái chỗ trống để xe xong rồi mới tới con bé cát rồi em ngồi bên đây mà em nghe lẳng lẳng dặn dặn à chị ơi mình đi hả chị ờ mà lên lẳng lẳng luôn còn đi liên quan phim cũng vậy nữa người ta đang coi phim phải làm gì không thấy đường mà bật bật đèn sáng trưng cái phòng đó mình nên tém lại Leon không có nên đóng đứng bạn bè trong không cái tội nghiệp đó nha Leon mọi người ơi em còn ít ra có cái đuối mua ủng hộ em nha mọi người ơi Cường ơi anh đưa cái gương mặt anh vô đi mặt mịn nè người ơi bây giờ là em hết bác đại lý trung thu rồi mặt mịn nè mọi người ơi nghe này livestream xong chưa đưa qua cho anh em anh ăn đi chỗ bữa ngon lắm anh ăn đi mình nói chưa bữa rất là ngon mình nói là cúng xong chưa cúng xong rồi cúng xong rồi cái này là có mùi coi là cái dĩa của nó ăn nè trong để hai bông qua cái chân lên Trinh ơi Trinh ơi dạ Trinh ba muối cho vợ bà Trinh đó ăn rồi còn đem về cho vợ nữa kìa rồi ăn rồi còn thu gô về cho bà xã ăn luôn hả thằng Phi Ôi. Không thấy không? Má nó làm livestream mà nó bay á, nó bay, bay đồ lên đầu. Anh lấy cho bà xã anh phải không? Ok anh, gói nhân đá bỏ lại đi. Anh có lấy cho Cam Thơ gì không? Không. Vậy hả? Bà Cam Thơ đâu rồi? Có nhà. Vậy hả? Anh không dám ăn sầu riêng phải không? Tính tính ngại thôi. Anh sợ phải không? Anh đừng có sợ. Trời ơi má em bà còn ăn hồi mầm mầm kìa. Bà còn nói là tôi đợi ngày tôi qua Mỹ để tôi ăn sầu riêng của cô cho nó thỏa mãn. Cô Việt Nam có sầu riêng hả? Hả? Có nhưng mà không có thích. Sầu riêng này là con Nga nó nhập qua đây. Ừ, ủa má bà qua đây ăn sầu riêng giống như đốt củi về rừng vậy trời. Bắt con Nga gỡ thường đi. Hả chị? Qua đây ăn tự bên Việt Nam mà bay qua Mỹ ăn sầu riêng. Má em nó cũng bắt em khui sầu riêng. Ui sầu riêng từ Mỹ đem về Việt Nam ăn đó rồi á. Ăn mà thích thú lắm. Bữa em đi xuống nhập qua cho em hết rồi chị. Gì? Sầu riêng ngon nhập qua cho em bán rồi. Ra không? Chị bữa em đi xuống dưới Tiền Giang, đi xuống mấy cái chợ, ba mấy người ta ngồi ta khui tại đó luôn ngon lắm. Đó là sầu riêng bao ăn. Ờ hư mình không ăn được cái bà trả mình trả là bà đưa mình trái khác vậy đó. À đây cả nhà ơi. Nha đi mà nó quên bán số điện thoại kia. Anh lấy nha, lấy nho sữa Hàn Quốc cho mọi người ăn nè. Nho sữa Hàn Quốc rất ngon. Bán cho sầu riêng mà thuốc để riêng rồi tôi ăn nhúng cho mình ăn chủ quá trời. Mình hết uống hết chai rồi giờ còn cái dê chai bán dê chai được. Hôm nay nhà vui với mọi người. Nếu mà giờ ngay về ngay livestream nữa là không có tiền. Hôm nay là lên nha. 644 650. 650 vẫn còn 650 người. Anh mà livestream 5 phút là 6 người. Mà 5 phút tới nữa là hết luôn không? Đi ra hết luôn. Ông nói chuyện có duyên nó thu hút quá. Ừ hút người ta ra ta hút thuốc. Ta bỏ không? À cái nho sữa Hàn Quốc này nè em kể mọi người nghe. Kể nữa. Em lấy 5 thùng về bán mà gia đình em ăn mẹ hết 8
hai thùng rồi, 16 hộp rồi. Rồi. Thôi ăn ăn dễ sợ ăn. Không. Không. Như nãy giờ mày mày. Đây. Thì không dám uống rồi sáng mai đi làm. Đây mọi người. Nho sữa Hàn Quốc đang sale nha mọi người. Ủa nho sữa. Nho sữa Hàn Quốc đang sale. Bà lấy hình ảnh của tôi để bà làm gì nha? Đâu hình ảnh tôi mà. Rồi đây nè, bà quay qua cái camera của tôi nè. Đó tôi mượn Leon vô để cho cái tạo hình nền nó đẹp thôi. Nó nói tôi bật cái nho lên thôi. Ê chụp hình gái Leon đi. Em vừa đi mặt kiểu như bị cưỡng ép á. Chứ còn gì nữa không có như. Có gọi đây mọi người thì bây giờ nghe like cái này nữa xong. Ủa vậy tháng tháng 10 trên tháng 10 luôn hả? Em tháng 10. Đây tháng 10 luôn. Quý Sửu hả? Nó Sửu đó. Không, đây em Sửu nhỏ đó. Nhìn cái mặt. Trời ơi. Tôi tạt nước vô mặt cho tôi vẫn nghe đấy. Trời ơi cái mặt. Có gần ngày. Nó lại xuống nhỏ đây. 14 đây 14. 14 tháng 10. Đây năm tay. À Libra. Ờ. À. Dồn mẹ ngày ngày 8 giữa đi. Sao vậy của bà hả bà Hì? Không có, dồn qua ngăn ké. Dồn lần không Hì? Thôi để cho người ta qua kia hết tao cái nhỏ xong đi em. Sao bà cứ đâu đưa tôi hoài nha, bà lo bà buôn bán đi bà dê quá nghe. Không có dê. Bà cũng cứ vô Leon tôi thấy tôi đẹp lên. Là bà dính lên, bà lấy vía phải không? Đẹp lên hẳn luôn nè, Leon thấy tôi đẹp lên không? Chứ không qua cho em tự lửa coi coi em có đẹp lên không? Không tính nói anh Thơm nói cái máy Nga đó nó là có filter là không đúng. Đây nè, anh qua anh coi mặt Nga cái nọng dữ lắm. Khốn nạn dễ sợ. Thì đây mọi người em sắp hết like. Mọi người uống rượu mệt chưa? Chị vậy ăn sầu riêng tiếp. Không có. Em có món khác em đãi mọi người giả rượu. Tăng rất là say bí tỉ với những chai rượu mắc tiền. Dạ em đã có những hộp yến để giúp cho mọi người giả rượu và khỏe mạnh. Anh uống đông trùng hạ thảo đi, tối về chăm hơi vui lắm. Anh thấy em buôn bán dễ sợ quanh quang. Anh thấy dễ sợ trong một cái bàn tiền mà em còn bán được luôn mà. À thì đây mọi người ơi, sẵn đây thì nghe muốn quảng cáo là anh Lê Quang từ nay trở đi sẽ uống đông trùng hạ thảo để cho chị Cam Thơ vui. Ôi liệu dễ sợ. Đây để em khui ra cho mọi người coi nè. Tổ yến thì cuối tuần này mới về nha quý vị. Bà Cam Thơ có bán hàng nghe không anh? Chắc bà đâu có nốn nha. Em nốn nhiều người cũng ngại luôn. Em cũng giới rồi. Chị, nho ngon không chị? Sao chị ăn chị vẽ gì cái nho vậy? Để em đặt cho mày lấy chiên trái đẹp. Cho nó vô. Ôi, rồi sao ăn bà nội? Ăn được sao chị đó. Ôi bà nội ơi. Đi người ta mua về người ta rửa hết. Không. Cái nó dễ cái mặt. Cái đó em đưa cho mọi người ăn nó kìa, anh vẽ gì rồi sao ấy? Cái nho là cho gì vậy em? Ta vẽ lên thì nó lấy chiên cho em. Quên là đây không, cái này không có đường. Anh nhìn ghê giống người ta. Cái này không có đường. Anh có bột ngọt thôi. Anh á bây giờ là dạo này còn uống lắm rồi, ai gọi tới tắt luôn rồi. Chết cha nhỏ không. Không. Em đâu có chuyện nghe phone đâu mà tắt đây. À từ ngày cuộc đời của đây, em đắm yến giờ Trung Nghĩa với anh Lê Quang cô em Trung Nghĩa nè. Yến anh Nghĩa dạo này còn phục vụ vợ không? Còn chứ, trời hỏi con này hỏi kỳ thiệt á. Mà có được không? Không được thì phải uống yến nha. Ôi vậy là được không? Không được uống hả? Thì sợ nhiều lúc anh Nghĩa giờ anh lớn được. Kệ sống khui lắm mà khui khác. Không để người ta hỏi giờ đâu có phụ vợ. Để phục vụ cho những người lớn tuổi họ uống coi. Rồi ha. Ủa anh, chị Kim Ngân á, chị về chứ ngủ rồi nha anh. Anh có thấy bà không? Có ngủ khúc nào vậy? Bà nói em là có ngủ gần chỗ anh á. Gần đó rồi chứ không biết, chứ bên chỗ mà em phải ngủ rồi. Cái đêm nay là cái đêm nay. Làm cho từ lá quả. Rồi, ai có thể đây được rồi.
tới Việt Nam. Đâu rồi. Giúp nữa sao ta đi nữa trong gì trơn á. Giúp nữa đi nữa. Có gì giờ cho ăn rồi cho tiền chứ giờ giúp đi đi nữa. Không biết rồi. Không vậy á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, được cái tiệc này nó ồn quá quý vị ơi. Em muốn đường xuống hai nha quý vị. Ồn quá. Trời ơi, đã biết qua đi đem tiệc mà. Đi anh. Ôi, cái tiệc ồn chết mẹ luôn à. Ủa, đây cạn quá hả? Ta bán hàng mà má không có chút nào thanh tịnh mà tôi là ồn nhất á. Dạ, mấy cái đem livestream qua cái gì mà mở ra phải ăn được á nha. Không, cái này uống được anh. Anh uống đi, tối nay chị Trinh sẽ khen anh dữ lắm. Má bình thường đã khen. Ôi, bình thường đã khen hả? Ôi, cảnh sát mà chị. Tao phải ăn sơ, tao phải đi dùng, tao phải chạy, tao phải giết anh, tao phải giết cướp được chứ. Người ta súng ống đầy đủ lắm nè, em biết mà. Còn Nga đâu biết cái cảm giác ở đâu, nó không có thật rồi. Nga nó đâu có ai giết đâu mà nó biết. Thôi, tao chung livestream đi. Mọi người ơi, hãy ủng hộ nước tiếng cho Thúy Nga nha. Nhật cơm hả? Hả? Cái anh cũng không có. Không có. Để gì cho nhau, tại livestream quay ngược mà số bây giờ thì để ốc xuống. Chứ để thằng gì đâu đó, ốc xuống lại giờ để ngược lại không? Anh uống yến ngon không? Đông trùng hạ thảo đó, tốt lắm. Nó có hai cái cục dai dai đó, mình cứ nhả ra là con yến á, con yến cũng con trùng thôi. Đúng rồi, con trùng mà. Đông trùng đó. Đông trùng dễ nhò ra nó dễ đẩy. Anh có cãi em hoài à, con này là con trùng. Đông trùng á. Thường ơi, anh muốn da mặt đẹp không? Lại đây uống yến đi anh. Thì không có nói vậy nữa. Chứ con gì, bỏ bà cá em xong đó. Em biết rồi. Mà clip đó năm sau mới bốt rồi. Clip đó năm sau mới bốt rồi. Nói chơi chứ về bốt liền đó. Anh chọn à, Đông trùng là... Dạ, 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 dạ. Là con Nga nó là con Thảo. Rồi, anh chọn nghe. Cảm ơn nha. Ủa, anh uống lòng sung thức về với Cam Thơ liền không? Anh vừa uống lòng sung thức về Cam Thơ. Ôi, lỗi, về cái này là anh. Cái loại đặc biệt. Không, công nhận ý hiệu quả quá vậy. Anh Lê Quang vừa uống xong bây giờ đòi về với Cam Thơ. Chứ Nga nó cũng kêu qua uống cái. Nè, em lột nè. Cái này ý hiệu quả. Để về mình việc chi nhà mình nó sợ là không uống nữa được hàng khác hả nó khác chứ con trong trùng alo hai ca rồi đâu chị đưa cái chùm nho em coi chị vẽ cái gì giống cho này nhổ mẹ nó hết rồi trời ơi bà vẽ cái nho đó ok vâng cái nho ta nó đẹp thì nó mà qua cái tay bà thì bà ơi bà bữa nào nó đúng qua gọi dễ nhìn cái trái nho dễ thương không chứ mặt cười mà không mà ăn được không được ủa ăn chết hả còn mà ăn được mà ăn không có gì hết ăn được để đây người ta ăn phải không ơi ăn bình thường mà nãy mới nói lộc ăn được mà à có anh nào cần tăng cường sinh lực không lại đây em cho ăn yến ủa nhưng mà nếu dư quá thì sao hả qua ăn tiếng Nga à dư quá thì qua ăn tiếng Nga à thì anh muốn ăn ai đó thì anh ăn hiểu không à đây mọi người ơi thì nói chung là trong cái buổi tiệc này có mình bà nói nó em mượn đi. Em mượn mặt bằng nhà ta mà em ồn quá thôi bây giờ em xin phép em xuống like nha mọi người chính xác ồn quá luôn má ơi ồn quá biết sao bán đủ rồi bán được chưa bán đủ rồi. Rồi à cũng được người nhà nè bà Kiều Mai Anh bé heo với nhỏ DJ bà bé heo mới nhắn ủa chị order hai thùng nho sao đem ra ăn hết trơn đó nó đâu có đâu chị bé heo ơi chị yên tâm em vẫn để cho chị hai hộp nho có nghĩa là em sẽ còn nhưng mà còn như không biết như còn vài hộp à không có nhiều đâu Lê Anh qua xuống để cho Nga nó ao kìa à mọi người ơi em xin cảm ơn cả nhà đã coi một cái live stream quá ồn ào và I am sorry Nga nói tiếng Anh luôn kìa Lê Anh nó nói tiếng Anh rồi kìa I'm sorry I I'm tại vì tôi không biết tại sao ồn mọi người nhớ gọi điện thoại sáng mai Nga đi quay nguyên ngày rồi mọi người nhớ gọi 714-653-8028 nha em xin kết thúc cái live stream này và em xin tạm biệt và cảm ơn anh Chế Phong người đàn ông rất là đẹp trai ga lăng hiền lành bye bye và ảnh là một cái người mà đã làm cho Nga cái hàng rào để cái xe và bây giờ phát hiện nó hàng rào nó sắp sập Văn Ruy phát hiện cô nói vậy là không đúng nha không cái hàng rào đó nó cũ chứ không phải là do anh làm cái nắp mà đâu có liên quan tới anh đâu không có tôi nó sập từ lâu rồi
Thì đó, cũng cảm ơn anh chứ em đâu nói gì đâu, em chỉ nói xấu. Cảm ơn Luân nữa. Cảm ơn anh nhạc sĩ, anh Luân là anh mua vé qua lại để em kiếm làm sao cái làm sữa. Lê Tuấn, cảm ơn anh nhiều nha. Ngày nay anh đã đi theo em để làm những điều mà em muốn, em thích. Ngày mai nếu anh rảnh anh đi nữa nha. Nha. Ok. Nhớ nha anh. Ok. Thôi chúng ta bye bye mọi người. Bye bye cả nhà. Chúc live stream. À cả nhà ơi sáng. Ô, nhà thứ Nga có chả ốc và bánh bột lọc nữa như gì. Quá rồi Nga ơi. À bà có cái này nha mọi người. Sầu riêng, sầu riêng mới về. Má hôm nay có cái hạt điều ngon của quên mang về. Trên xe của em đó. Ồ. Mà trên xe em bây giờ phải xách cái này ra. Đúng rồi, em xách ra đi. Thôi để bữa khác quảng cáo em mệt quá, quảng cáo nhiều mệt quá, hết hết thôi. Ngày bán mọi thứ đi. Không, bây giờ lấy giờ tôi thành cái siêu thị rồi bà. Trời ơi, bây giờ nó khủng khiếp lắm rồi. Mấy công ty rồi nó ăn xong cứ Nga ơi, bán giùm chị đi Nga, cũng xỉu luôn vậy trời. Bây giờ cái gì? À, Nga ơi, em bán giùm chị tương ớt đi, em bán chị khô mắm đi, em bán chị. Ờ à, có ông nội kia. À, Nga ơi, anh mới nhận. Nói đâu, nói nhỉ. Được, biết rồi, hôm qua. Nga ơi, đây. À, bánh bía Sóc Trăng á, ngon lắm. Không phải bánh bía Sóc Trăng, bánh bía gì ta? Bánh bía Sóc Trăng rồi. Ờ à, em bán giùm anh đi. Trời anh ơi em lại mấy anh chị. Mấy món đó mấy anh chị đẩy vô chợ giùm em đi. Em đi thành siêu thị luôn rồi. Sợ quá. À thôi mọi người ơi, chứ Nga kết thúc live stream này. Dạ yeah. Chia tay nhau từ đây chấm dứt không luyện lưu. Còn tiếng gì. Cảm ơn Kiều Mai Anh. Cảm ơn hai bạn đã ủng hộ trái cây cho mình. Chúc rất là ngon cho mọi người. Hôm nay là đã chốt được 3 đơn. Một thùng bữa nha. Một thùng bữa rồi. Béo 2 thùng nữa là 4 đơn. Rất là ngon cho mọi người. Mọi người có dịch là liên hệ với Nga Mùi nha mọi người. À, tặng quà nhiều lắm nha mọi người. Tụi bằng ngày nữa. Ê. Bây giờ là bà cứ bán thùng sầu riêng bà tặng thùng xăm đi. Trời ơi. Bà tặng thùng xăm của bà đi bà nội. Trời mới uống rượu yến vô khỏe quá. Khỏe quá. Khỏe không? Giờ uống rượu tiếp nè. Bà gọi chồng bà lại đi, kêu chồng đưa về liền đi chứ nhiều lúc khỏe không quá có không chào. Ngồi đây. Không có chào. Chứ chào được không hả? Đâu đâu. Ồ. Đính chính lại giùm em. À mọi người ơi, cái bạn mà DJ mà xinh xinh mà trong cái chương trình Halloween hôm qua Nga Bốt đó đang độc thân chưa chồng nha. Tên là cái gì tôi quên cha đó. Alisa. À, chơi DJ rất là giỏi quý vị. Người phụ nữ cá tính chơi DJ giỏi là chơi cái gì cũng giỏi quý vị. Yên tâm đi. Chắc còn thấy coi lại không? Không, bà này được. Rồi chúng ta bye bye nha. Nghe live chơi YouTube hay là gì? Em live Facebook em á. Facebook rồi. Thì đó. Kéo mình đi không? I love you cả nhà. Nãy giờ em không có đọc comment mọi người xin sorry nha. Em lo like quá.